Mỹ lên kế hoạch viện trợ tên lửa huấn luyện hàng nghìn binh sĩ Ukraine. Mỹ được cho là lên kế hoạch mở rộng chương trình huấn luyện cho các lực lượng Ukraine dự kiến diễn ra tại một căn cứ quân sự của Washington ở Đức. CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên hôm 30 tháng 11 cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden xem xét mở rộng đáng kể chương trình huấn luyện cho các lực lượng Ukraine, bao gồm việc huấn luyện cho khoảng 2.500 quân nhân Ukraine mỗi tháng tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức. Nếu kế hoạch này được thông qua, Mỹ không chỉ tăng số lượng quân nhân Ukraine được huấn luyện mà còn thay đổi hình thức huấn luyện mà họ nhận được. Theo đó, Mỹ sẽ huấn luyện cho các nhóm binh sĩ Ukraine lớn hơn và nội dung huấn luyện sẽ bao gồm các chiến thuật tinh vi hơn, trong đó có cả các cuộc diễn tập với sự yểm trợ của pháo binh. Các quan chức Mỹ cũng tiết lộ, khi các cuộc giao tranh tại Ukraine tạm lắng vào mùa đông, đây sẽ là cơ hội để Mỹ thúc đẩy hoạt động huấn luyện cho lực lượng Ukraine vì sự ổn định ở tiền tuyến sẽ cho phép Ukraine rút thêm quân về hậu phương để huấn luyện. Nếu kế hoạch trên được chấp thuận, hoạt động huấn luyện sẽ diễn ra tại căn cứ quân đội Mỹ ở Grafenwöhr, Đức. Một quan chức Đức nói với CNN rằng ông chưa thấy yêu cầu chính thức từ Mỹ về vấn đề này, nhưng các chính sách như vậy dường như hoàn toàn phù hợp với những nỗ lực chung của chúng tôi trong việc hỗ trợ Ukraine. Kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra ở Ukraine, một số quốc gia phương Tây đã cung cấp cho lực lượng Kiev các chương trình huấn luyện bên ngoài lãnh thổ. Ngoài Mỹ, Anh cũng lên kế hoạch huấn luyện 10.000 binh sĩ Ukraine trong một năm. Tháng trước, Liên minh châu Âu-EU cũng công bố phái bộ hỗ trợ quân sự để cung cấp chương trình huấn luyện cho khoảng 15.000 binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, một số thành viên của khối đã từ chối tham gia, bao gồm Hungary. Bình luận về quyết định đứng ngoài cuộc, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto giải thích rằng bất cứ hành động nào dẫn đến leo thang căng thẳng đều không phải là ý kiến hay. Moscow đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây không hỗ trợ quân sự cho Kiev, cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo của Nga, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine để đối phó với chiến dịch của Nga. Lục quân Mỹ hôm 30 tháng 11 thông báo đã trao hợp đồng trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ cho tập đoàn quốc phòng Raytheon để cung cấp 6 hệ thống tên lửa phòng không tầm trung NASAMS cho quân đội Ukraine. Ngoài các hệ thống NASAMS, hợp đồng còn bao gồm các thiết bị và phụ tùng thay thế liên quan, cùng các hoạt động đào tạo và hỗ trợ hậu cần cho quân đội Ukraine. Quá trình sản xuất sẽ được thực hiện ở Tilbury, Massachusetts với thời hạn hoàn thành ước tính là vào ngày 28 tháng 11 năm 2025, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Cho đến nay, Kiev đã nhận được 2 trong số 8 hệ thống NASAMS mà Washington cam kết sẽ chuyển giao. Các hệ thống còn lại dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ukraine sau khi hoàn tất. Ukraine cho biết nước này đang cần các hệ thống phòng không do các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn gần đây của Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng. Lầu Năm Góc tuyên bố các hệ thống NASAMS cho đến nay đã cho thấy tỷ lệ thành công 100% trong việc đánh chặn tên lửa của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định sau mỗi đợt tấn công tên lửa, tất cả các mục tiêu dự kiến ban đầu đều bị đánh trúng. Giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine, NATO tìm cách duy trì sự hỗ trợ cho Kiev. Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã cố gắng tiến công ở phía đông và nã hỏa lực vào Kherson ở miền nam Ukraine. Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Ukraine tìm cách củng cố cho nước này, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác chống lại Moscow. Tại Washington, chính quyền của Tổng thống Joe Biden ngày 30 tháng 11 đã trao hợp đồng trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ cho công ty Raytheon Technologies để sản xuất 6 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến NASAMS nhằm chuyển cho Ukraine. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev cần có các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự vốn đang hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội của Nga kể từ đầu mùa đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Nga tập trung hỏa lực vào dân thường Ukraine và cảnh báo Nga rằng chiến lược này sẽ thất bại trong việc chia rẽ những người ủng hộ Ukraine. Nhiệt, điện, nước là các mục tiêu mới của Nga, ông Blinken tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Bucharest, Romania sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các bộ trưởng cho biết, tại hội nghị các bộ trưởng NATO hôm qua ngày 30 tháng 11, rằng họ cam kết giúp đỡ Moldova, Georgia, Bosnia-Herzegovina khi những nước này phải đối mặt với sức ép của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, kết quả cuộc họp cho thấy NATO hoàn toàn không quan tâm đến giải pháp chính trị và ngoại giao ở Ukraine. Giao tranh ác liệt trên các mặt trận. Ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine, nơi giao tranh ác liệt nhất, các lực lượng Nga cố gắng tiến xa hơn và nã pháo vào một số thị trấn, gồm cả Bakhmut và Soledar, Opine, tham mưu trưởng của các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong tuyên bố đêm qua. Tại mặt trận phía nam, Ukraine cho biết quân Nga đã giành quyền kiểm soát một số vị trí và nã pháo vào các mục tiêu Ukraine cũng như nhằm vào Kherson, nơi Nga rút đi vào đầu tháng 11. Quân đội Ukraine cho biết thêm các hoạt động chiến sự khác cũng diễn ra ở đông bắc và miền trung Ukraine. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, các thông tin này chưa thể kiểm chứng.
Trong bài phát biểu tối qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, chúng tôi đang phân tích ý định của lực lượng Nga và chuẩn bị các biện pháp đối phó cứng rắn hơn. Người đứng đầu Ukraine cho biết gần 6 triệu người ở Ukraine không có điện. Ukraine bắn rơi hàng trăm máy bay không người lái của Nga. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat cho biết các lực lượng phòng thủ nước này đã bắn hạ 340 trong số 400 máy bay không người lái UAV do Iran sản xuất mà Nga triển khai trong cuộc xung đột tại Ukraine. Chúng tôi không nhìn thấy các máy bay không người lái của Iran trong khoảng 2 tuần, lô đầu tiên có lẽ đã hết. Về mặt kinh tế, Giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths nói, các bên gần đi tới một thỏa thuận về việc nối lại sản xuất ammonia của Nga thông qua một đường ống dẫn đến cảng Biển Đen của Ukraine. Ngoài ra, một thỏa thuận nhằm giảm bớt tình trạng thiếu lương thực toàn cầu bằng cách giúp Ukraine xuất khẩu nông sản từ các cảng Biển Đen đã được gia hạn thêm 4 tháng vào ngày 17 tháng 11, mặc dù Nga cho biết các yêu cầu của chính họ vẫn chưa được giải quyết đầy đủ. Ukraine có thể đã điều lực lượng dự bị tinh nhuệ chi viện cho miền Đông. Quân đội Ukraine được cho là đã điều động nhiều lữ đoàn lính dù thiện chiến đến chi viện cho các lực lượng ở chiến trường miền Đông. Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS vào hôm 1 tháng 12, ông Andrei Marovsko, một quan chức của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng cho biết, quân đội Ukraine đã điều động nhiều đơn vị lính dù tinh nhuệ tới chiến trường miền Đông. Những thành công trên chiến trường gần đây của các lực lượng đồng minh tại mặt trận Krasny Liman và Kupiansk đã buộc quân đội Ukraine phải tung ra các lực lượng dự bị tinh nhuệ vào cuộc. Theo những thông tin thu được, tại các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của dân quân LPR, Ukraine đã tái điều động nhiều binh sĩ thuộc lữ đoàn dù số 80 và 81, cũng như lữ đoàn tấn công đường không số 95 tới tham chiến. Quyết định này có liên quan trực tiếp tới mối đe dọa mà lực lượng đồng minh gây ra cho quân đội Ukraine. Đối phương đã tổ chức nhiều nhiệm vụ đột phá nhằm vào tuyến phòng thủ của chúng tôi trong thời gian gần đây, nhưng bất thành, ông Marovsko nói. Thời gian gần đây, khu vực Donetsk và Lugansk tại miền đông Ukraine đang trở thành một điểm nóng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Quân đội Ukraine đang nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ tại khu vực này trước khi mùa đông ập đến làm ảnh hưởng tới hoạt động tác chiến. Trước đó, báo New York Times của Mỹ thừa nhận quân đội Ukraine đã phải hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề trong chiến dịch phản công tại Donbass. Theo New York Times, các bác sĩ Ukraine đã thống kê được gần 300 binh sĩ không qua khỏi sau màn đáp trả của quân đội Nga. New York Times cho hay, riêng trong ngày 24 tháng 11, hơn 240 binh sĩ Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu tại khu vực Donetsk. Vào ngày 25 tháng 11, con số này hạ xuống khoảng 50 người. Tuy hứng chịu thiệt hại nặng nề, quân đội Ukraine vẫn nỗ lực tiến hành phản công nhằm nhanh chóng giành lại vùng lãnh thổ miền đông nước này. Một lực lượng chi viện hùng hậu, trong đó có cả lính đặc nhiệm và các binh sĩ thuộc những đơn vị phòng vệ lãnh thổ đã được điều động về Donbass trong thời gian qua. Để đáp trả, quân đội Nga cũng đã điều động các đơn vị lính dù tới gia cố cho phòng tuyến tại Donbass. Đây là lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Nga với kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, khả năng cơ động linh hoạt, thông thạo kỹ năng tác chiến phòng thủ và tinh thần chiến đấu cao. Giới quan sát nhận định những cuộc đụng độ giữa lực lượng lính dù Nga và Ukraine trong thời gian tới tại Donbass sẽ hết sức khốc liệt.